tưng bừng lễ hội Tràng An Ninh Bình, nét văn hóa tín ngưỡng độc đáo. Lễ hội Tràng An là chuỗi các hoạt động văn hóa kết hợp với du lịch diễn ra vào những ngày giữa tháng 3 âm lịch tại quần thể di sản thế giới Tràng An Ninh Bình. Chính hội là ngày 18 tháng 3 âm lịch, gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng, sùng bái thiên nhiên và tôn vinh các vị thần bốn phương, đông tây nam bắc, thần Thiên Tôn, thần Quý Minh, thần Cao Sơn, thần Khổng Lồ Trấn Trạch Hoa Lư Tứ Trấn. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp người dân tỏ lòng biết ơn với tướng lĩnh của Vương Triều Đinh đóng quân ở Tràng An và các vị vua đầu nhà Trần đã lập ra, hành cung Vũ Lâm nơi đây. Điểm độc đáo của lễ hội Tràng An là các nghi lễ rước rồng, rước nước được diễn ra trên sông, đi qua các di tích, hang động xuyên thủy, cảnh đẹp của rừng núi, sông nước khu du lịch sinh thái Tràng An Ninh Bình. Phần nghi lễ đã diễn ra lễ rước nước long trọng, trang nghiêm trên sông Sào Khê với nhiều hoạt động đặc sắc như múa rồng, rước kiệu bằng thuyền. Cả đoàn thuyền hàng trăm chiếc nối nhau di chuyển qua các hang xuyên thủy, hai bên hang lấp lánh ánh bạc bởi nhũ đá đẹp như hang Lấm, hang Vạn, hang Đại. Sau đó, các đại biểu, đông đảo nhân dân, du khách đến đền Suối Tiên, dâng hương Thánh Quý Minh Đại Vương, cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Trong tiếng trống dồn vang khai hội, tiếng chiêng dập dìu mênh mang một vùng sông nước, lễ hội của vùng đất được ví như vịnh Hạ Long trên cạn. Tràng An còn tái hiện chặng đường lịch sử của dân tộc Việt Nam qua các triều đại Đinh, Tiền, Lê, Lý và thời đại nhà Trần tại kinh đô đá Hoa Lư. Phần hội có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao hấp dẫn như biểu diễn ca trù, hát chèo, hát then, ném còn, chơi đua của đồng bào dân tộc Tày, Hà Giang. Biểu diễn đàn đá, cồng chiêng của các tỉnh Hòa Bình, Bắc Cạn thu hút đông đảo nhân dân, khách du lịch thập phương tham dự và hội tụ những tinh hoa ở vùng vạn thế danh Hoa Lư, nghìn năm linh khí biến thành đất thiêng. Trải qua các thời kỳ, số lượng đền thờ các vị thần trên đã tăng lên rất nhiều và lan tỏa khắp tỉnh Ninh Bình. Lễ hội Tràng An xuất phát từ lễ hội đền Trần, nơi được vua Đinh Tiên Hoàng khởi dựng, vua Trần Thái Tông mở rộng, sau được mở rộng không gian tới hầu hết các di tích trong vùng lõi di sản Tràng An. Thông qua tổ chức lễ hội, cũng khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và tinh thần đại đoàn kết dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.